Em xin chào tất cả các bác đang xem ạ. Em xin mời tất cả các bác vào xem hàng nhà em. Đây là tranh tứ quý ạ. Kích thước là 37-107. Vâng, em chào Thanh Nguyễn, em chào Chu Văn Long, chào Hải Chọc. Em mời tất cả các bác vào xem hàng nhà em. Đây là mẫu mới nhà em vừa được ra lò đấy ạ. Tranh tứ quý đã được BU giá vàng rồi ạ. Kích thước là 37-107, khung 3 phân. Hàng đẹp long đây anh em ạ. Đây là khung kép các bác nhá. Em mời tất cả các bác vào xem hàng nhà em đi ạ. Vâng, chào Hoàng Đông, em mời tất cả các bác vào xem hàng nhà em. Đây là tranh tứ quý ạ, kích thước 37-107. Dày 3 phân ạ. Hàng đẹp long lanh đã được BU giá vàng rồi đấy ạ. Giá là 4 triệu 2 các bác nhở. Vâng, chào gấu bông ạ. Chào đời buồn thiếu em ạ. Em mời tất cả các bác vào xem hàng nhà em. Đây là tranh tứ quý ạ, kích thước là 37-107, dày 3 phân. Giá hoàn thiện BU giá vàng là 4 triệu 2 ạ. Các bác chỉ bỏ ra 4 triệu 2 các bác được một tấm tranh treo phòng khách hoặc là phòng ngủ rất là đẹp đấy ạ. Vâng, chào Đinh Vũ Mương à, hay là em không rõ lắm. Em mời tất cả các bác vào xem hàng nhà em. Đây là tranh gỗ nhà em đây ạ. Kích thước là 37-107, dày 3 phân. Hàng mảnh kép các bác nhá, không kép này ạ. Giá 4 triệu 2 ạ. Nhà em tranh ngang, tranh chữ, tranh đồng hồ nhà em đều có tất các bác nhá. Các bác cứ comment thích tranh gì hay là loại nào thì cứ comment ở dưới cho em thì để em giới thiệu sản phẩm ạ. Hàng kênh bông nhà em cũng có đấy ạ. Kênh bông nhà em có tranh tứ bình này, tranh tứ quý ạ. Có cả hàng mảnh kép các bác nhá. Đấy là tranh tứ quý đấy ạ. Vâng, chào em, chào Vân Thái ạ. Vâng, chào dân Phú Yên ạ. Em mời tất cả các bác vào xem hàng nhà em đi ạ. Mẫu mới nhà em vừa được ra lò đấy ạ. Kích thước là 37-107, dày 3 phân. Hàng mảnh kép các bác nhá. Đây em quay gần cho các bác xem. Đây là nhà em đã BU và giá vàng hoàn thiện như này là vào 4 triệu 2 các bác nhá. Hàng vân gỗ tự nhiên đấy ạ. Chạm khắc rất là sang nét đấy ạ. Đây là cây tùng đây ạ. Đây là cây cúc ạ. Một bộ của nó gồm 4 bức ạ. Là tùng, trúc, cúc, mai. Thể hiện cho 4 mùa xuân ạ. Xuân, hạ, thu, đông đấy ạ. Các bác mua về mà treo ở phòng khách thì tuyệt vời luôn ạ. Chỉ có 4 triệu 2 thôi các bác nhá. Hàng đẹp long lanh. Kích thước là 37-107, dày 3 phân ạ. Đã được BU giá vàng rồi ạ. Giá chỉ có 4 triệu 2 thôi các bác nhá. Mua về treo thì tuyệt vời. Vân gỗ tự nhiên đấy ạ. Đây là cây trúc đấy ạ. Dưới là đây là dưới đây là chạm công đây này. Dưới chân là dưới gốc cây trúc là hai chú công đậu. Trên là chim ạ. Trên ngọn tre, trên ngọn trúc là một đôi chim đấy ạ. Đang xà xuống cây trúc đấy ạ. Em mời tất cả các bác vào xem hàng nhà em. Đây là tranh gỗ nhà em vừa được hoàn thiện BU giá vàng xong. Em quay trực tiếp lên cho các bác xem đấy ạ. Hàng đẹp long lanh. Đây các bác nhìn mòi miếc đấy ạ. Gắn rất là đấu mòi chứ không bị hở một tí nào đấy ạ. Vân gỗ rất là đẹp. Em xin mời tất cả các bác vào xem hàng nhà em ạ. Các bác đi qua chia sẻ bài giúp em nhá. Còn đây là cây mai đấy ạ. Các bác cứ thích loại nào hay là thích tranh gì thì cứ comment ở dưới cho em thì để em giới thiệu sản phẩm ạ. Nhà em đa dạng mẫu mã và kích thước đấy ạ. Tranh gì cũng có, tranh đồng quê, tranh thuận buồm. Hàng kênh bông, hàng thường nhà em đều có tất đấy ạ.
Tứ quý nhà em cũng có cả tứ quý canh bong nhá các bác nhá. Hàng đục sắc nét đấy ạ. Tranh đồng hồ, tranh treo tường đồng hồ, treo tường đồng hồ nhà em cũng có. Đây là tranh đồng hồ nhà em đây. Rất là đẹp đấy ạ. Đây là đồng hồ chùm nho nha các bác nhá. Em xin chào tất cả các bác đang xem hàng xem ạ. Em mời tất cả các bác vào xem hàng nhà em đi ạ. Đây là tranh tứ quý nhà em đây ạ. Hàng vừa ra lò xong em quay trực tiếp lên cho các bác xem. Đây là đã BU giáp vàng rồi ạ. Kích thước là 37-107 ạ. Giá BU giáp vàng là hoàn thiện một bộ. Một bộ gồm 4 bước đây ạ. Là vào 4,2 triệu các bác nhá. Em xin mời tất cả các bác vào xem hàng nhà em đây ạ. Hàng đẹp long lanh. Nhà em tranh gì cũng có nhá, tranh đồng hồ, tranh thuận buồm, tranh đồng quê nhà em đều có tất nhá, có cả tranh cha mẹ đây ạ. Các bác thích loại tranh nào thì cứ comment ở dưới cho em thì để em giới thiệu sản phẩm ạ. Đây nhà em vừa hoàn thiện BU vân gỗ tự nhiên. Mình xin mời tất cả các bác vào xem. Đây là nhà em mình đang BU, đang BU để ráp, đang quét sơn để ráp vàng đây ạ. Đây thợ nhà em đang quét sơn để ráp vàng hoàn thiện tranh cặp mạ cặp Lý Ngư Vọng Nguyệt đây ạ. Chữ Phúc Đức ạ. Đây em quay cho các bác xem đây ạ. Đấy là chữ Phúc, còn đây là chữ Đức đây các bác nhé. Đây là tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt ạ. Kích thước là 30-1m17 ạ. Hàng đẹp không tì vết đấy ạ. Đã được BU và đang được quét sơn để ráp vàng đấy các bác nhỉ. Em xin mời tất cả các bác vào xem tranh gỗ nhà em đây ạ. Có bác nào chốt cho em bộ tứ quý này không ạ? Chỉ có 4,2 triệu thôi, các bác mua về thì treo thì tuyệt vời đấy ạ. Hàng đẹp long lanh đấy ạ. Phun màu rất là đẹp đấy ạ. Không bác nào chốt thì em quay sang em giới thiệu tranh ma đáo thành công nhà em nhé. Hàng canh bong đây ạ. Em quay trực quay các bác xem. Đây là tranh ma đáo thành công nhà em đây ạ. Kích thước là 2m17 rộng 107. Ván 5 phân 05 phân các bác nhé. Hàng không khép. Mảnh là triện đồng tiền ạ. Đồng tiền xu đây ạ. Không cũng triện. Đây em quay trực. Đây là chân ngựa kinh bong đây này các bác này. Hàng này đã được BU rồi đây ạ. Đây ạ. Hàng đục rất là sắc nét và tỉa to rất tỉ mỉ từng chi tiết đây ạ. Đây em quay độ dày cho các bác xem nhé. Đây là độ dày đây ạ. Em xin mời tất cả các bác vào xem tranh gỗ nhà em đây ạ. Các bác đi qua chia sẻ bài giúp em nhé. Đây là tranh mã đáo thành công. Kích thước là 2m17 rộng 107. Ván 5 phân 05 phân ạ. Đã được kênh bong rồi đấy các bác nhá. Chân ngựa kênh bong và cây đa, cây tùng đều kênh bong hết đấy ạ. Đây là cây tùng này các bác này. Đã được kênh bong rồi này. Tỉa to rất là tỉ mỉ đây ạ. Chân ngựa, đây là bờm ngựa đây các bác nhìn này. Rất là đẹp đấy ạ. Bờm ngựa này, mắt ngựa này, tai ngựa này, chân ngựa kinh bong hết này. Các bác nhìn thấy không ạ? Hàm rất là sắc nét đấy. Các bác, đây là bắp chở chân ngựa này. Nhìn rất là nổi và đẹp này. Nhìn con ngựa rất là có hồn rồi. Vâng, em xin chào tất cả các bác đang xem ạ. Em mời các bác vào xem tranh gỗ nhà em đây ạ.
Nhà em đa dạng mẫu mã và kích thước nhá. Đây là bức này là tranh mã đáo thành công, kích thước là 1m27, rộng 1.7 ạ. À, 1m27 rộng 1.7, ván 5 phân, khung 5 phân đấy ạ. Hàng đục kênh bong. Em xin mời tất cả các bác vào xem tranh gỗ nhà em đây ạ. Hàng rất là sắc nét và đẹp đấy ạ. Nhà em hàng thường cũng có nhá. Hàng không chân ngựa, không kênh bong cũng có đấy ạ. Đây em quay tất cả cửa hàng nhà, quay đây cho các bác xem đây ạ. Hàng tranh gỗ nhà em đây ạ. Tứ quý kênh bong này. Kích thước là 37 1.07, ván 5 phân, khung 5 phân đấy ạ. Cũng là hàng kênh bong đấy ạ. Đây là đã được BU rồi các bác nhá. Hàng đẹp long lanh đấy ạ. Chạm khắc thì tỉ mỉ từng chi tiết một đấy ạ. À, bầu cha mẹ đây ạ. Bầu cha mẹ là 1m, kích thước là 30, rộng 30, dài 1m27 ạ. Đã được BU giá vàng rồi ạ. Các bác mua cái cặp này treo về nhà rất là ý nghĩa và đẹp đấy ạ. Nhà em đa dạng mẫu mã và kích thước nha các bác. Em xin mời tất cả các bác vào xem tranh gỗ nhà em đấy ạ. Vâng, chào Nguyễn Xuân, chào Cường Cổ Cánh, chào Dung Anh ạ, Dung Anh ạ, Trung Quách, Trung Quách, Đỗ Gia Bình ạ, Lê Hồng Phong, Lê Hồng Đông. Anh Lê Hồng Đông anh mua cho em bộ tứ quý đi, tứ quý đẹp long lanh đấy ạ. Chào Hùng Đoàn Văn ạ, em xin chào tất cả các bác xem hàng nhà em đấy ạ. Kiến Khiêm Phùng ạ, Hoàng Lưu Anh. Em xin mời tất cả các bác vào xem hàng nhà em đây ạ. Tranh gỗ nhà em vừa hoàn thiện xong đây ạ. Vâng, em chào Thắng Đắp Ve, chào Nguyễn Xuân, chào Kali Nguyễn ạ. Em mời tất cả các bác vào xem tranh gỗ nhà em đây ạ. Đây là tranh mã đáo thành công, kích thước là 2m17, rộng 1.07, ván dày 5 phân, khung 5 phân, hàng đục kênh bong đây ạ. Các bác đi qua chia sẻ bài giúp em nhé. Hàng nhà em đa dạng mẫu mã đấy, hàng thường cũng có và hàng kênh bong cũng có các bác nhá. Loại nào cũng có, tranh thường, tranh kênh bong hay là đồng quê, vinh quy, thuận buồm nhà em đều có đấy ạ. Vâng, em chào Quân Sài Gòn ạ. Em xin mời tất cả các bác vào xem tranh gỗ nhà em đấy. Đây là kích thước, đây là tranh mã đáo thành công, kích thước là 2m17 rộng 1.07, ván dày 5 phân, khung 5 phân, hàng đục kênh bong các bác. Giá hoàn thiện là vào 13 triệu các bác nhé. 13 triệu một bức ạ. Dài 2m17, rộng 1.07, ván dày 5 phân, khung 5 phân ạ. Hàng đục kênh bong này. Đây ạ. Đây này, cây đa kênh bong này. Vâng, em chào, em cảm ơn anh Quân Sài Gòn ạ. Các bác có mua gì thì cứ comment ở dưới cho em thì để em giới thiệu sản phẩm ạ. Đây là chân ngựa kênh bong này. Hoàn toàn chân ngựa đều kênh bong hết các bác nhá. Đục sâu 3.5 phân các bác ạ. Chạm khắc rất là sắc nét tỉ mỉ đấy ạ. Đây là cây tùng đấy ạ, cũng là kênh bong hết đây ạ. Vâng, em chào, em cảm ơn Phạm Trung Anh Khang ạ. Em xin mời tất cả các bác vào xem tranh gỗ nhà em ạ. Có bác nào chốt cho em bức này không ạ? Các bác mở vào nhà không gian phòng khách rộng ấy, treo thì đẹp lắm đấy ạ. Rất là tuyệt vời, sắc nét. Có không bác nào chốt thì em quay sang bộ tứ quý quay lại cho các bác xem nhá. Đây là bộ từ các bộ tứ quý nhà em đang hoàn thiện quét sơn để ra vàng đấy ạ. Em mới ra vàng xong được một bộ đấy ạ. Em sẽ quay lại cho các bác xem đấy ạ.
Đây là bức từ quý, đây là bộ từ quý ạ. Một bộ của nó gồm 4 bức các anh nhá. Là tùng, cúc, trúc và mai ạ. Thể hiện cho 4 mùa xuân hạ thu đông đi ạ. Hàng đã được BU giáp vàng rồi ạ. Kích thước là 37107. Dày 3 phân ạ. Hàng là không kép ạ. Giá của nó vào 4,2 triệu các bác nhé. Hoàn thiện như này rồi là 4,2 triệu đây ạ. Đây là vân gỗ tự nhiên các bác ạ. Bọc giấy bóng để cho khỏi bụi bẩn đấy ạ. Kích thước là 48 x 1m08 các bác nhá. Giá BU giáp vàng là vào 1,8 triệu đấy ạ. Hàng đẹp long lanh đấy ạ. Em xin mời tất cả các bác vào xem tranh gỗ nhà em. Còn đây là cặp cha mẹ các bác ơi. Đây là cặp cha mẹ Phúc Đức đây ạ. Kích thước là 30 1m07 ạ. Dày 3 phân. Xin mời tất cả các bác vào xem tranh gỗ nhà em đây ạ. Nhà em loại nào cũng có nha, kích thước gì cũng có. Tranh ngang, tranh chữ, tranh đồng hồ hay là tranh cha mẹ. Nên là tranh bầu, tranh cá, tranh lý ngư vọng nguyệt nhà em đều có đủ đấy ạ. Các bác cứ thích tranh gì thì cứ comment ở dưới cho em thì để em giới thiệu sản phẩm ạ. Hàng rất là đẹp long lanh, các bác mua về treo cặp này, treo bộ này lên thì đẹp tuyệt vời đây và rất ý nghĩa đấy ạ. Kích thước phong thủy các bác nhở. Đây hàng rất là sắc nét đấy ạ. Vân gỗ tự nhiên các bác. Rất là đẹp đấy ạ. Có bác nào chốt cho em được bộ nào không ạ? Có bác nào chốt thì cứ để lại số điện thoại hoặc địa chỉ thì để em sẽ gọi lại nhá. Đây ạ, nhà em còn có cả tranh thuận buồm đấy ạ, tranh đồng hồ thuận buồm đấy ạ. Các bác chỉ bỏ ra một lần tiền thôi, các bác được cả tranh lẫn đồng hồ đấy ạ. Rất là tiện ích, 2 trong 1 đấy ạ. Vừa xem đồng hồ vừa là tranh, rất là nó rất là đẹp đấy ạ. Đây là tranh thuận buồm các bác nhá. Kích thước là 45-85 các bác nhá. Hàng đẹp long lanh đây, đây là đã hoàn thiện rồi đấy ạ. BU giáp vàng rồi ạ. Vừa là treo tranh vừa là xem được đồng hồ đấy ạ, rất là tiện ích ạ. Em xin mời tất cả các bác vào xem tranh gỗ nhà em ạ. Nhà em loại nào cũng có nhá. Tranh chữ, tranh đồng hồ đều có tất đấy ạ. Đây là tranh chữ, một loạt tranh chữ nhà em đây vừa ra lò đây, em quay một chữ cho các bác xem. Đây là tranh chữ lộc ấy. Đây là chữ vuông đấy ạ. Kích thước là 42 ạ. Vuông 42 đấy ạ. Đây là chữ lộc đấy ạ. Đây nhà em ra một lô như đây. Đây một lô đấy ạ. Em quay xe cho các bác xem một chữ đây ạ. Đây là chữ lộc ạ, kích thước là vuông 42 các bác nhá. Hàng dày 3 phân ạ. Chữ này là hàng liền khối các bác nhá. Đây đã được BU rồi ạ.
BU giá vàng là 900 một chữ các bác ạ. Hàng đẹp long lanh đây, BU đây ạ. Hàng rất là sắc nét đấy ạ. Các bác nào chốt cho em được bộ nào không ạ? Các bác thích tranh gì thì cứ comment ở dưới cho em thì để em giới thiệu sản phẩm nhá. Hay là các bác ưng loại nào thì cứ để lại số điện thoại hay địa chỉ thì em sẽ liên hệ sau ạ. Em xin dừng like tại đây ạ.